Tử vi về ngày 8 tháng 12 âm lịch Mậu Thìn. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Chương trình Tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị cho biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch để sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 8 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Một, tổng quan về ngày 8 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Ngày 8 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 8 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 20 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc, tức là cây rừng lớn. Do Thìn và Tuất chính xung, Mậu xung thổ khắc Nhâm xung thủy, giáp xung mộc khắc Mậu xung thổ. Đây gọi là Thiên khắc Địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 và Giáp Tuất sinh năm 1994. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 8 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý xung thủy gặp Mậu xung thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày còn có hoa cái trưởng mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vầng tam giác khai vận thân Tý Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu xung thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày này, gia chủ tuổi Sửu có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mạng. Đây đều là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn cát thần quốc ấn là sao chủ về quan vận, cho nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Vì Tý, Sửu là tương hợp, sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho những người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần xung mộc gặp Mậu xung thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết với bạn đời. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, lại hợp quan ấn, mệnh chủ, có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu xung thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình,
các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp mậu dương thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân của mình, anh em. Trong ngày sẽ xuất hiện hoa cái chiếu mệnh. Đây là một thần sát, vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Ngoài ra còn có cát thần là thái cực. Đây là ngôi sao chủ về thông minh ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ. Cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp mậu dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày sẽ xuất hiện cát tinh thiên lộc đồng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuy nhiên trong ngày còn có hung tinh thiên la địa võng chiếu đến. Hung tinh chủ về bệnh tật, lao ngục. Cho nên bản mệnh tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật, phạm pháp. Hơn nữa, người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý, thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp mậu dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc. Bên cạnh đó còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật. Cho nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, phần hạn sâu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, thủy là thiên quan tinh của người tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày Mậu Thìn, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân và thái cực đồng mệnh. Đây đều là những ngôi sao may mắn. Nếu được những ngôi sao này chiếu mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, còn được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp mậu dương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Trong ngày này có văn xương quý nhân và phúc tinh chiếu mệnh. Văn xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Cho nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thông. Còn nếu có phúc tinh giáng chiếu tới thì những gia chủ tuổi Thân có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tý, thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan.
Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ ba Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Mậu xung thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu liên của năm là Tý, Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải nguy. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày bản mệnh sẽ được cát tinh thái cực chiếu mệnh, đây là những cát tinh chủ về tài lộc, may mắn. Cho nên những gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội này để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để tránh quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 8 tháng 12 âm lịch. Hy vọng những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.